Phúc đang sử dụng chiến thuật nhất cự ly, nhì tốc độ để theo đuổi Thảo. Phúc, Bê Trần không chỉ mê giọng hát của Thảo, Ngọc Huyền mà còn say nắng cô sinh viên nhạc viện. Anh không ngại thể hiện tình cảm của mình và theo đuổi Thảo. Phúc cùng Thảo đến phố sách, thấy Thảo đọc truyện ngôn tình. Anh kể hồi sinh viên anh cũng thích đọc truyện ngôn tình, nhưng từ khi bố mất, anh phải lo chuyện kinh doanh gia đình, không còn thời gian cho sở thích đó nữa. Mình có sở thích chung rồi đó nhá, Phúc nhấn mạnh với Rớt đang ngồi trước mặt anh. Phúc tiếp tục thả thích Thảo một cách dí dỏm. Anh nói không thích cuốn truyện Thảo đang đọc vì nam chính không đến được với nữ chính. Anh không muốn mình giống nam chính. Phúc thả thính khiến Thảo xấu hổ và ngại ngùng. Anh cứ nói gì, em không hiểu đâu. Phúc mạnh dạn đề nghị từ nay sẽ trở thành fan ruột của Thảo, chỉ để được đặc quyền gặp gỡ với nói chuyện nhiều hơn với idol của mình. Liệu chuyện tình của Phúc và Thảo có bắt đầu một cách suôn sẻ hay sẽ có những sóng gió phía trước cản đường?